nó rất là đơn giản thôi, đó là táo mèo ngâm với mật ong. Nhưng mà không phải là chúng ta bắt đầu quy trình từ đầu, mà hôm nay thì Thùy sẽ thử cái táo mèo ngâm với mật ong đã được 20 ngày rồi, xem nó như thế nào nha. Chắc chát nữa, thử vị nha. Mất tiêu cái mật ong đâu rồi. Nhưng mà nó ngọt, mà nó ngọt thanh thanh á, nó ngọt thanh, nó hơi chua một chút xíu, nó lại có hơi vị chát chát. Có lẽ là cái vị chát chát này là ở cái hạt của nó đó. Nhưng mà vừa mới uống vô mà cảm thấy giống như là mình được tiếp thêm một cái luồng sức mạnh nữa. Mặc dù là Thùy vừa mới đi làm về, vừa mới đạp xe mấy cây số về đến nhà và mồ hôi mồ kê thì vẫn đang còn nhễ nhại. Mà tự nhiên nó là uống vô một cái cứ thấy mình sinh khí hẳn lên luôn, uống thêm miếng nữa. Thích lắm. Thế thì mình làm cái chén mè táo mèo ngâm mật ong như thế nào? Tụi mình cùng với nhau thử nha. Theo đông y thì cái trái táo mèo này nó có vị chua ngọt, nó thuộc nhóm là tiêu thực hóa tích, nó giúp cho là cái dịch vị tăng bài tiết axit mật và pepsin của dịch vị. Chủ yếu điều trị các cái chứng rối loạn tiêu hóa do ăn nhiều thịt, dầu mỡ, trẻ em ăn sữa không có tiêu, hoặc là giúp cho ăn ngon miệng. Và vì vậy nếu mà chúng ta ăn những cái thứ mà nhiều dầu, nhiều mỡ, về nhà chúng ta uống một ly táo mèo ngâm mật ong là xong, đúng không? Thì đối với lại cái táo mèo ngâm mật ong thì nó có thể trị được rất là nhiều bệnh, cho nên là các bạn nên có một cái bình táo mèo ngâm mật ong ở trong nhà. Cái việc ngâm này thì rất là đơn giản, bạn chỉ cần rửa sạch táo mèo đi, cắt hai cái đầu núm của nó rồi chẻ nó ra như trong phim, trong hình này các bạn đang xem. Thì sau đó các bạn ngâm thôi. Thì cứ 1,5 kg táo mèo á thì các bạn ngâm với 1 lít mật ong. Còn mình á thì thường là mình cho vào trong một cái bình thủy tinh, xong rồi các đầu mình cho táo mèo đã cắt ra, giữ hạt giữ vỏ luôn nha bạn. Xong rồi mình cắt ra, rồi bắt đầu mình cắt nhỏ ra để nó có cái diện tích tiếp xúc với mật ong nhiều á, rồi mình đổ mật ong lên, đổ sắp là được. Như vậy thôi. Nhưng mà với cái liều lượng thì các bạn có thể ngâm là khoảng 1,5 kg táo mèo với lại 1 lít mật ong. Ngâm trong vòng 4 tháng thì là các bạn sẽ có thể dùng được. Trước nữa thì cũng có thể dùng được rồi, nhưng mà 4 tháng thì nó đạt được cái dược chất của nó cao hơn. Đối với cái loại mà táo mèo ngâm mật ong này á, thì nó có thể chữa được một số bệnh sau đây. Thứ nhất là nó chữa đầy hơi khó tiêu. Với người lớn thì các bạn sẽ dùng 20ml nước táo mèo ngâm mật ong, còn đối với trẻ con thì mình sẽ dùng bằng một nửa cái lượng đó thôi, các bạn pha ra rồi uống. Để kích thích tiêu hóa, ví dụ như là hàng ngày sau mỗi bữa ăn thì mình uống khoảng 10ml táo mèo ngâm mật ong, để kiểu giống như là mình ăn xong rồi thì nó sẽ làm cho cái tiêu hóa của mình nó tốt lên. Thực ra thì là thường là mình sẽ uống trước khi ăn, thì mình thường hay uống trước khi ăn, còn các bạn cũng có thể là uống sau khi ăn cũng được. Giống như là mình ăn cơm xong thay vì mình uống nước thì mình sẽ uống nước táo mèo ngâm mật ong ha. Nếu mà bạn bị đau họng á thì bạn dùng cái nước này, bạn súc họng 1 giờ một lần bằng cái cốc nước mà có pha 1 thìa táo mèo ngâm mật ong, thì đảm bảo là vài lần thôi là bạn sẽ thấy cái cổ họng của bạn nó rất là dễ chịu rồi. Nếu mà bạn bị viêm xoang, chảy nước mũi nước mắt mỗi ngày á, thì cái việc đó, mình nhớ ngày xưa mình bị viêm xoang rồi, cực
kỳ khó chịu. Nhưng mà bây giờ thì nó đã có cái cách này rồi. Mỗi một ngày vào bữa ăn á, bạn uống một cốc nước có pha 2 thìa táo mèo ngâm mật ong. Còn nếu bạn bị đau nhức á, thì nó lại còn phải thêm một cái khâu nữa, đó là bạn lấy cái lòng đỏ trứng gà, bạn đánh với một thìa táo mèo này và một thìa nhỏ tinh dầu thông bôi lên cái vùng da nơi đau nhức và xoa nó mạnh lên, thì có thể nó sẽ giảm được cái sự đau nhức. Cái này nó hơi rắc rối chút xíu ha. Thì ai mà kiểu như là thích làm thì có thể dùng cái này thay cho các loại dược chất khác. Còn nếu mà bạn bị đau bằng quang á, thì mỗi một bữa ăn bạn sẽ uống một cốc nước có pha 2 thìa nhỏ táo mèo ngâm mật ong, khi mà đi tiểu thì sẽ tốt hơn. Có một cái bệnh mà Thùy thấy rất là nhiều người hay gặp, đó là bị viêm khớp á, nó đau nhức khó chịu lắm. Thì mỗi một bữa ăn á, bạn có thể uống một cốc nước pha với 10 thìa nhỏ táo mèo ngâm mật ong. Nếu bạn bị nhức đầu mãn tính thì bạn có thể dùng táo mèo ngâm mật ong theo cái lượng thích ứng hàng ngày. Ví dụ như ban đầu một ngày 2 lần, mỗi một lần thì 2 muỗng nhỏ bạn ngâm, bạn pha vào một ly nước. Rồi nếu mà chưa khỏi thì bạn sẽ tăng dần cái lượng đó lên ha. Còn có một cái này thì chắc là các ông rất là thích nè, đó là say rượu nặng. Nếu mà bạn bị say rượu nặng thì cứ 20 phút bạn uống 6 muỗng táo mèo ngâm mật ong pha ra, khoảng 3 lần là bạn sẽ tỉnh táo lại ngay. Hơi viên siêu ha. Còn nếu mà bạn chóng mặt đó, thì mỗi một ngày thì từ 2 đến 3 lần, mỗi một lần một ly nước có pha 2 muỗng nhỏ táo mèo ngâm mật ong, sau 15 ngày sẽ giảm, 1 tháng là sẽ khỏi luôn. Người ta nói như vậy đó. Mình thì hả, mình uống 1-2 lần rồi mình thấy nó tỉnh táo rồi, thôi mình khỏi cần uống thêm. Cái bình táo mèo ngâm mật ong thì bạn nên để ở cái nơi thoáng mát, tránh cái ánh sáng trực tiếp và đừng bỏ vô tủ lạnh nha. Vì nó đang nằm ở trong cái hệ vi sinh á, bạn bỏ trong tủ lạnh thì giống như tủ ngủ mất tiêu và nó không có tác dụng đâu. Rồi, chúc cho các bạn có một bình táo mèo ngâm mật ong thật là tốt và luôn luôn có một sức khỏe thật là tốt cho bản thân mình và gia đình mình.